Mến chào các bạn, và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn về một dòng sản phẩm rất đặc biệt của Top Tool. Thì đối với cái cần siết này sẽ là cần siết tự động 1/4, và khả năng đặc biệt của cây cần siết này sẽ là vặn ở phần đuôi, phần cán của cái cây cần siết, giúp cho cái sản phẩm có thể vặn trong những cái góc hẹp, những cái nơi rất khó vặn, và chúng ta tận dụng được cây cần siết này vào trong những cái nơi khó vặn thì sẽ mang lại cái hiệu quả rất là cao cho công việc của anh em. Và điều đặc biệt đầu tiên đó chính là anh em nhìn thấy cái sự nảy qua nảy lại như thế này của cái đầu gắn khẩu ha. Thì anh em mình có thể là sẽ xoay cái vị trí và đảo chiều cho nó phù hợp với cái nhu cầu của anh em, cho cái đầu tiếp, đầu khẩu mà anh em định gắn vào. Thì đây chúng ta ví dụ một cái đầu khẩu của Top Tool gắn vào cái cần siết của Top Tool như thế này. Khi mà anh em sử dụng một cái chức năng bình thường là chúng ta vặn tự động bình thường, thì anh em mình vẫn sử dụng trong những cái khu vực rộng rãi thì chúng ta có thể vặn tới vặn lui giống như một cây cần siết bình thường như thế này ha. Rất là tự nhiên và rất là thoải mái trong cái công năng đầu tiên của nó. Và cái đặc biệt của cái sản phẩm này chính là chúng ta có thể xoay bằng cái phần đuôi, phần cán cầm của cây cần siết này để giúp cho chúng ta có thể vặn được cái con ốc, con tán trong những cái vị trí góc hẹp, rất là thuận tiện và rất đặc biệt đối với cần siết này. Và bên cạnh đó thì cái dòng sản phẩm này thì giá cũng tương đối nằm ở mức tầm trung, có thể giúp cho anh em mình dễ dàng sở hữu, không quá cao để anh em mình cũng khó. Thì chúng ta có thể nhìn thấy cái giá mình có để trên cái phần mô tả sản phẩm trong cái ở phía dưới cái phần video clip, anh em nhìn thấy trong phần tên mô tả của video sẽ có cái phần giá luôn, mình có để công khai cho anh em để anh em xem và nắm thông qua cái dòng sản phẩm này. Cái đặc biệt là mình thích đó chính là cái phần cán xoay phần đuôi, và hầu như là trên thị trường sẽ rất hiếm có những cái dòng sản phẩm nào như thế này. Thì đây cũng là một cái sản phẩm mà giúp cho anh em mình vận dụng hữu hiệu trong cái công việc, cũng như là một trong những cái dòng sản phẩm để giúp cho anh em mình có mang lại tính chất là sưu tầm ha. Thì dòng sản phẩm này hiện tại cũng không có nhiều trên thị trường, cũng như là hãng Top Tool cũng rất là ít nhập về, thì số lượng có hạn, anh em mình nhanh tay để chúng ta có thể sở hữu được nó, thì cũng là một cái sự đam mê cũng như là một sự sưu tầm. Chào tạm biệt.